cất chúng ta cùng nhau đi lễ, mong sao cho mọi người luôn vui và ta sẽ đẹp và sẽ được tình đương. Rồi ngày nào thứ sáu dâu ăn nè gà gao mà cho tí tẹo, làm gì đúng quá ăn nè, mong sao thứ bảy lần sau mà cho có tiền, ta sẽ nấu canh chùa dời một nồi thịt đã kho. Sáng nay nè là ngày chủ nhật nè, chúng ta sang cùng xem lễ, mong sao nè cho mọi người yên vui nè, đời ta sẽ đẹp và sẽ được bình an.